Hello các bạn, 50 ngày thử thách ngày thứ 19 vẫn đang miệt mài tập luyện nha các bạn. Giờ là bạn đang tiếp tục chạy bộ buổi sáng. Ngày hôm nay thì mình được giảm bài tập bớt nha các bạn. Thì chỉ còn có chạy bộ, đánh bát, đánh bao cơ bộ. Xong thì để dành sức tập buổi chiều nha các bạn. Ngày hôm nay thì buổi trưa hơi nắng. Đây là nắng buổi trưa nha các bạn. Cái đường mình hay chạy bộ á, nắng muốn lỗ cái đầu luôn, chạy bộ 40 phút. Buổi trưa ngày hôm nay thì mấy đứa em của mình nó bận công việc nên chỉ có mình chạy thôi. Sau đó thì chạy dây 15 phút. Cái buổi tập ngày hôm nay chỉ có mình tập à, nên được hai thầy ngồi canh nha các bạn. Hai thầy ngồi canh nên không thể nào ăn gian được. Đó, là thầy Lĩnh và thầy Thái. Nói chung thầy Thái là thầy đang kèm mình để tập luyện nha các bạn. Sau khi nhảy 15 phút thì mồ hôi nó như thế này, nó chảy đầy sàn luôn nha các bạn. Cái này là mồ hôi nha, phải nước nha. Sau đó thì mình quấn bát 5 hiệp. Phần quấn bát này được hai thầy kèm, một thầy kèm đấm đá thì chân gối nhỏ, một thầy thì kèm học sinh. Sau đó thì quấn bát xong thì qua quấn bao 3 hiệp. Sau đó là đến với bài tập mới của thầy mình là đẩy bao như thế này, giữ trong vòng 2 phút. Cái khúc này dường như là qua phút đầu tiên thì mình có thể chịu được. Bắt đầu qua phút thứ 2 á, còn 30 giây cuối là tay chân rút lại luôn nha các bạn. Khúc mà mình buông ra là mình nằm dài luôn. Nói chung này là cuối tuần rồi, ngày thứ 19 rồi nên cơ thể mỏi mệt, chịu hết nổi luôn. Sau đó thì được mấy anh em mình cầm cái máy massage cái chân thả lỏng để cho cơ thể mình nhanh chóng hồi phục nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và nhớ đón xem những video tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn.